Rồi, thể theo yêu cầu của khá nhiều bạn học sinh, thầy sẽ giải thêm nhiều nick nữa ở mỗi vòng để các em có điều kiện gặp những câu khó ha, để mình rút kinh nghiệm. Những câu nào đã đụng ở nick trước rồi thì thầy lướt qua thôi. Các em quay lại các clip trước đó để coi cách giải kỹ càng, chứ thầy không có giải những câu đã giải rồi ha. Bằng âm 4 phần 8, tức là âm 1 phần 2. Kém tính bình thường thôi ha. Một phần 7 kìa. Cái này là cách giải ở vòng trước nha, thầy giải kỹ rồi. Đáp án sao tôi quên à? Đây, đáp án đầu tiên đây. Bảy phần 12. À, cái bài này là bài khó, hôm trước thầy đã giải rồi ha. Ta chọn hàng đơn vị trước là có một cách chọn là chọn số 0 thôi. Hàng trăm thì ta chọn 4. Một trong 4 số 1 2 3 4 ha. Rồi hàng chục thì mình cũng chọn như vậy, nhưng mà có quyền chọn một trong năm số này. Vậy là 4 nhân 5 nhân 1 là thành 20. 20. Coi mấy câu kia khó cỡ nào nha. Sao không thấy cái đề hết trơn rồi là sao làm? Thoát đi. Không thấy đề sao làm? Nhiều lúc máy nó cũng lát kem. Đi thi mà gặp kiểu này chắc là khóc luôn. Ủa? Rồi sao làm? Là chọn đại đi ha. À, chọn đại mà cũng trúng à. Này ít bằng không các em. Bài trước thầy có giải kỹ thôi. Coi được mấy câu này khó cỡ nào. Này thì cứ tính ra thôi, gì đâu mà. Năm phút 29. Đi vòng vòng giải hết luôn. Sáu một trong hai đáp án này thôi. Bán này
Đường thẳng C cắt hai thẳng AB, số cặp góc bằng vậy là 4 cặp. Hai cặp sau lấy trong, hai cặp trong cùng phía giờ 4 cặp đồng vị ha. Số vuông là 4. Cộng 1 phần 2 chia 7 phần 2 9 phần 7. Rồi như vậy ta đã giải trọn vẹn cái vòng này. Còn cái cục đá này là do mạng nó lát, nó không có ra đề thì làm sao mà giải được ha. Hy vọng đi thi là không có bị đụng cái trường hợp đó. Lỗi là lỗi mạng kìa. Rồi giờ mình giải. Ồ, có một số câu mới đó kìa. Có một số câu mới đó. Mươi phần trăm của x bằng đó thì các em lấy 3 1/5 chia cho 30% thôi. Cái này sẽ bằng 4 3/4 3/4 em 0,75. Clip trước thầy có giải rồi. Nhớ bằng máng. Số nguyên âm lớn nhất âm 1. Bà này cứ lấy ít thế vô thôi. 1,7. Trừ 2x cộng 1,3 trừ 3 nhân giá trị tuyệt đối của x. Trừ 9. Với x bằng trừ 3 phần 2, trừ 3,2 trừ 5,51. Tổng các giá trị nguyên. Đây này, bài 2 đây. Thầy đang giải bài này kìa. Giá trị tuyệt đối của x trừ 0,2. Giá trị của x trừ 0,2 nhỏ hơn 13 thì các em suy ra là âm 13 nhỏ hơn x trừ 0,2 và nhỏ hơn 13. Số đó phải nhỏ hơn 13 thì giá trị đối của nó mới nhỏ hơn 13. Nhưng mà số đó phải lớn hơn trừ 13 thì giá trị đối mới nhỏ hơn 13 nha. Rồi giờ các em thấy là cái phe này nhỏ hơn phe ở giữa là nhỏ hơn phe bên phải. Giờ các em cộng 3 phe cho cộng cả 3 cho
cho 0,2 thì thứ tự lớn bé vẫn không thay đổi. Vậy là trừ 13 cộng 0,2 là thành trừ 12,8 ha. Trừ 12,8 nè, nhỏ hơn x nè. X là trừ 0,2 là cộng lại 0,2 thì vẫn bằng x thôi, 13,2. Như vậy x nó sẽ bằng gì? Những số nguyên nằm trong vùng này là bắt đầu là âm 12, âm 11, âm 12, âm 11, âm 10, âm 9, âm 8 vân vân cho tới 12, 13. Đó. Để suy ra tổng. Tổng của những số ít đó sẽ bằng 13 cái. Tại vì nó chia thành từng cặp số đối nhau nè, âm 12 với 12 là hết, âm 11 với 11 là hết, còn sót 13 thôi. Đúng không? Chỗ này là 13. Tổng các số sẽ bằng 13. Cái này thì tao bấm máy thôi. Lười bấm máy cho nhanh. Âm 16,7 cộng 4 trừ 200,6 cộng 15,7 âm 197 nha. Âm 197,6. Dưới này lười thì tôi bấm máy cho nó lẹ ra rồi. 1/4/9 trừ cho 3/6/13 cộng 1/4/9 trừ 3/6/13 cộng cho 22/11. Hai hai phần mười một trừ cho 12, 1/26 cộng cho 15, 1/8, 1/18, 35/11, tức là 3,18 bài này khi em giải bình thường thôi. Em lấy 1/3 rồi trừ cho âm 377/30 được bao nhiêu chia 2, được bao nhiêu trừ cho 7/4 được bao nhiêu trừ tiếp cho 3/2 được bao nhiêu chia cho trừ 2, trừ 8/5 là trừ 1,6. Ba này thay đổi cái đề lại, 2 nhân cho 1 mũ A trên 2 mũ A nhỏ hơn 1/2 mũ 40. 1 mũ 40 thì cũng bằng 1 thôi kìa. Rồi 1 mũ A thì cũng bằng 1 thôi. Rồi 2 ở trên rút gọn với 2 ở dưới, vậy ở dưới còn A trừ đi 1. Còn trên này mất số A này ha. Rồi kem nghịch đảo lại thì kem sẽ có là 2 mũ A trừ 1, nó sẽ lớn hơn 2 mũ 40. Kem nhớ nghe, số này lớn hơn số kia thì nghịch đảo của nó sẽ nhỏ hơn, và ngược lại, nghịch đảo nhỏ hơn thì
trước khi nghịch đảo nó sẽ lớn hơn. Thầy lấy ví dụ số 3 là nhỏ hơn số 4 nè, nhưng mà khi nghịch đảo lại thì 1 trên 3 lại lớn hơn 1 trên 4 ha. Một cái bánh chia 3 người thì sẽ được nhiều hơn là một cái bánh chia 4 người. Vậy thôi. Nhớ là chỉ áp dụng với những số dương thôi các nhé. Vậy từ đây các em suy ra là A trừ 1 sẽ lớn hơn 40. Vậy A sẽ lớn hơn 41. Lớn 41 thì trừ 1 mới lớn 40. Có bao nhiêu số A lớn 41? Nhiều. Có bao nhiêu số nguyên A lớn 41? Nhiều. Bắt đầu từ bao nhiêu? Bắt đầu từ 40 đúng không? À xin lỗi, bắt đầu từ 42. 42, 43, 44, 45. Và người ta hỏi số A nguyên nhỏ nhất thỏa điều này, tức là A sẽ bằng 42. Các em nghe không kịp thì các em tua lại nha, tua lại là các em hiểu à. Đây 42. 728 chia cho 729 là được 0,99. Vậy đây là trừ 1,99. Rồi giờ ta chọn tăng dần. Đầu tiên là âm 197,6 nè, số giữa này. Tiếp theo là âm 5,51 này. Rồi tới âm 1,99 là số cuối cùng. Âm 1,6 anh này. Âm 1 anh này. Rồi bắt đầu tới số dương 0,75. Rồi tới 3,18. Rồi tới 10,6. Rồi còn hai số, chọn 13 và 42. Vậy ha. Dễ quá các em nha. Hy vọng câu cuối, bài cuối mình gặp câu khó hơn đi. Lại lát nữa rồi. Đăng xuất rồi vào lại nó sẽ không bị. Không bị nữa vậy. Thi giờ tối này là dễ bị. Rồi được rồi, hên quá. Ba phần tám mà trừ cho 9/7 thì bằng âm 0,9. Âm 0,9 thì phải lớn âm 1 nha. Ba phần chín sáu với em rút gọn đi là bằng 1/32. 1/ bao nhiêu? Mũ 5 thì bằng 1/32, dĩ nhiên là số 2 rồi. 2 mũ 5 là bằng 32 đó. Phép trừ, số bị trừ không đổi, số trừ thay đổi. Thì cái hiệu này sẽ đạt lớn nhất khi khi số trừ này càng nhỏ càng tốt, mà nhỏ nhất là bằng 0. Vậy lúc đó x sẽ bằng 2016. Cái này lười bấm luôn.
mấy bài này em cứ bấm máy cho nó khỏe rồi đỡ đau đầu. Nó sẽ còn lại cái số này nè, mấy kia triệt tiêu hết. À chà, lâu lâu gặp một bài khó. Cũng chẳng khó mấy kìa. Cái này năm ngoái thì giải nhiều rồi. Em dở mấy cái vòng năm ngoái là xem á. Kết quả tính giá trị tuyệt đối thì luôn luôn lớn hơn hoặc là bé nhất bằng 0. Bên này cũng vậy. Hai cái mà luôn luôn lớn hơn hoặc thấp nhất bằng 0 cộng lại mà đòi bằng 0. Vậy từng cái này phải bằng 0 kìa. Như vậy các em sẽ có là A trừ cho 1,74 là phải bằng 0 nè. Đồng thời B mũ 3 cộng 64 là cũng phải bằng 0. Hai cái này cùng lúc phải bằng 0 thì mới được. Vậy A sẽ bằng 1,74 thì trừ nó bằng 0. Còn B mũ 3 thì phải bằng trừ 64. Số nào mũ 3 bằng 64, bằng 64 các em nhỉ? Là số 4. Như vậy số mũ 3 bằng trừ 64 sẽ là trừ 4. A là bằng trừ A là 1,74, B là trừ 4. Như vậy là ta đã làm được thêm một nít nữa rồi. Rồi, tạm biệt các em.